Cường Tuấn Hải xin chào mọi người nhé. Nay em có hai cái mẫu máy cứu hỏa để giới thiệu các bác này. Hai máy cứu hỏa này chuyên mở bên Nhật Bản nhé. Đó, hai máy cứu hỏa rất là đẹp luôn. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392973923. Các bác xem video thấy hay vui lòng ủng hộ em một like, một đăng ký kênh nhé. Ok, sẽ giới thiệu chi tiết từng cây máy ngày hôm nay. Thì cây máy này là của thương hiệu là Sibora. Họng ra họng vào này của máy này là 40 các bác nhé. Họng ra họng vào máy 40 này. Đó. Máy rất khỏe luôn, rất dễ nổ. Vì là dòng cứu hỏa nên là cái độ công suất máy rất là lớn nhá, và độ nhạy nổ cao. Đó. Sơn nóng niếc này. Cái dòng này bằng gang hết các bác nhá. Nó chỉ hơi bị sơ sơn một chút thôi. Đó. Về chất lượng thì gọi là như mới. Về cái công suất của máy này là 0,25 m³ trên 1 phút này. Đẩy cao là 28 m, đẩy cao thẳng đứng 28 m các bác nhá. Đẩy xa thì sẽ được nhiều hơn. Vòng quay là 6.000 vòng trên 1 phút này. Họng ra họng vào là 40. Đó. Số seri của máy này là 4023199. Đó. Máy cực đẹp luôn. Cái ga này, dòng máy này là ga tự động các bác nhá. Dòng máy ga tự động này. Các cái chân đế cao su vẫn còn nguyên zin luôn. Đó, đây là em vừa rửa qua. Nó có ít nước nhá. Đó. Cái chân này, các bác nhìn qua chân nhá. Sáng đẹp, sáng bóng luôn. Đấy. Mới cao trên 90%. Khi các bác mua hàng bên em sẽ bảo hành các bác 6 tháng nhé. Và bao ship cho toàn quốc. Đây, dòng này có trợ lực luôn. Nó rất là dễ nổ. Do là trong cái buồng chứa này nó không có nước nên là em không nổ nữa nhé. Bác nào mà thấy hay thì muốn xem thông tin thêm thì cứ liên hệ em, thì em sẽ test nổ cho bác xem. Ngoài ra nhé, ở cái dòng Nhật Bản này họ còn có in hẳn là lốc chữ nhé. Cái lốc chữ này là 9622 này là cái mã của cái máy này. Đó. Là cái mã của cái dòng máy này cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy. Bác nào mà đi về mà mang đi bơm nước ở nhà tưới tiêu thì thoải mái luôn. Đẩy lên đồi cao này. Đó, đẩy lên đồi cao hoặc là, các cái công trình nhà nước cần một cái hệ thống là cứu hỏa thì lên sử dụng những cái dòng máy này. Trọng lượng rơi vào tầm khoảng là tầm 5 kg. Dễ dàng mang vác lên đồi cao hoặc là đi những nơi kiểu bác đeo tầng cũng thoải mái luôn nhá. Đó. Về chế của máy này thì là chế quả ga. Cái dòng chế quả ga này thực sự là rất là bền. Bởi vì không giống như dòng ga bơm sẽ bị chai nọ chai kia, những dòng này thì sử dụng như cái chế xe máy luôn. Đó. Các cái ốp bên ngoài các bác có thể nhìn qua màu sơn này. Đấy, như mới luôn. Đó. Cực kỳ là mới luôn cái con máy này. Chân đế cao su. Có công tắc tắt máy ở phần hông luôn. Đó, công tắc tắt máy phần hông. EP40E này. Máy này rất là đẹp. Có gạt và le gió lên nhá. Đó. Trợ lực này. Tay cầm nắm chắc chắn luôn. Đó. Khi các bác sử dụng cái dòng này thì các bác vui lòng là được mồi cho em một ít nước vào trong này nhá. Rồi các bác giật máy lên là nổ là chạy bình thường luôn. Đấy, trước bên cửa hàng em cũng có bán vài cái cây máy như này. Mà còn nhiều bác thì bảo là đang lên câu like. Đấy, bởi vì là khi hỏi khách hàng về dòng này rất là được nhiều người ưa chuộng. Đấy. Nhiều bác cứ gọi điện cho em và đặt mua về, nhưng mà em sẽ giới thiệu luôn trên kênh thì sẽ để cho mọi người đều có cơ hội để sử dụng những dòng máy này. Đó. Cái buji viếc rất là mới luôn. Đấy. Mới bong vòng luôn. Đó. Trong này còn có cả cái đường khóa xăng các bác nhá. Khóa xăng lên này rất là an toàn. Khi các bác mà để ý là cái dòng này nhá, mà các bác muốn để an toàn các bác có thể khóa van xăng lại. Đấy. Hoặc là mở van xăng ra. Ok. Đến cây máy thứ hai này. Cây máy thứ hai này công suất cũng là y chang nhau. Sibora. Đấy. Ốp dây các thứ đầy đủ luôn. Chân đế trắng xoáng nhá. Chân đế trắng sáng này. Các cái đế cao su vẫn còn nguyên này. Về đế rất là đẹp luôn. Đó. Ngoài này thì dòng này thì không bị một vết xước gì mấy các bác nhá. Như mới y nguyên luôn. Và họng ra họng vào này em sẽ đọc luôn cho các bác xem nhé. Họng ra họng vào máy này là 25 0,12 m³ trên phút này. Đẩy cao 32 m. Vòng quay là 6.000 vòng trên 1 phút. Mã là EP25 33825. Đó. Hai con máy này công suất như nhau nhá. Đấy, rất là khỏe luôn. Ok. Đấy, buji rất là đẹp luôn này. Có trợ lực các bác nhé, dòng này có trợ lực máy, có trợ lực này, dòng chế cũng là chế quả ga. Chế rất là đẹp luôn, đấy, dòng chế này. Y chang một cái chế xe máy rất là mới, cực kỳ là bền. Và cũng có khóa xăng, đấy, cũng có khóa xăng lên.
đó, chân niếc các thứ này, các bác nhìn ốc áng 7 màu luôn này, đó, rất là đẹp. Đấy, về phần bô máy nhá, cái bô này nó để hơi bị xỉn một chút nhưng không ảnh hưởng đến công suất của máy cả. Đấy, nhiều bác nào quan tâm máy cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0392 973 923, em luôn luôn là sẽ tư vấn cho các bác hoặc là sẽ trả lời các bác cách nhanh nhất nhá. Ngoài ra em có thể chat video qua Zalo để các bác có thể là được cái trải nghiệm máy làm sao mà các bác ưng ý thì em gửi hàng đó. Thì bên em sẽ báo luôn giá sản phẩm này là 2 triệu đồng trên một cây nhá. Máy này, hai máy này với một cây bán 2 triệu đồng nhá, tích hợp bao ship và bảo hành các bác 6 tháng luôn đó. Có trợ lực này rất ngon. Đấy. Trợ lực cực kỳ ngon nghẻ luôn. Đấy. Như mới luôn các bác này, nhìn như mới luôn. Đó. Start này, nhìn như mới luôn với cái ống chụp giật này. Đó. Nguyên bản của bên Nhật Bản nhá. Đấy. Cưng con ốc này cũng là zin của bên Nhật Bản luôn. Họ bên Nhật thì họ sử dụng cái dòng này là chuyên để đi cứu hỏa. Đó, nhưng Việt Nam ta thì sử dụng cái dòng này đi bơm nước thì thoải mái luôn, cực khỏe luôn. Đấy, hai dây đèo chắc chắn luôn này. Đó. Về tổng thể chiếc máy này thì cực kỳ là ngon. Đấy, tay cầm chắc chắn nhá, mang vác lên đồi cao thoải mái luôn. Đấy, bác nào ưng ý cứ liên hệ em nhé. Đó, đây là hai cây, các bác nhìn lại nhé. Đó, rất là đẹp. Bác nào nhu cầu mua cứ liên hệ em. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.